Chào các bạn, mình tên là Văn Võ Quốc Cường Hôm nay mình xin được chia sẻ với lại các bạn bài bí đao và bán hạ trị nắm mặt và tàn nhang được chết ra từ sách bệnh thường gặp thuốc giải tiềm của Lương Y Hoàng Duy Tân Để thực hiện bài thuốc này thì chúng ta cần tới những dược liệu sau Bí đao 1 kg, bán hạ 100 g, rượu nửa lít, nước nửa lít Cách thực hiện thì chúng ta gọt bỏ vỏ bí đao, thái nhỏ thành từng miếng, cho vào nồi, đổ thêm nửa lít rượu và nửa lít nước, rồi thêm 100g bán hạ. Nấu nhỏ lửa cho đến khi nát như thì dùng miếng gạt mỏng lọc bỏ bã, chỉ lấy phần nước, đổ nước đó vào nồi lại nấu tiếp cho đến khi đặt lại thành cao, để nguội, cho vào lọ để dành dùng dần. Buổi sáng lấy một ít, bôi lên vết nám để khoảng 20-30 tới phút thì rửa đi, buổi tối bôi thuốc xong để vậy đi ngủ. Sáng hôm sau mới rửa đi rồi bôi thuốc mới vào. Để biết thêm chi tiết thực hiện như thế nào và đã sử dụng trong trường hợp nào trên Lâm Sang, xin các bạn lắng nghe câu chuyện sau đây. Nhìn khuôn mặt trắng trẻo, hồng hào, ai cũng cảm thấy dễ thương. Thế nhưng, có một số người vì nhiều nguyên nhân khác nhau, tự nhiên da mặt nổi lên nhiều nốt tàn nhang, có khi ở một vùng, có khi lan toàn mặt, làm cho khuôn mặt không còn đẹp nữa. Cũng có người trên mặt lại nổi lên những vết nám màu xanh nhạt hoặc xanh xám, trông rất khó coi cũng vì các nốt hoặc vết nám này làm cho nhiều cô hoặc các bà có mặc cảm không dám đi ra đường hoặc đi ra đường phải dùng khăn che mặt, cố giấu khuôn mặt khó coi của mình đi. Nguyễn Thị Thanh A là 22 tuổi. Thời gian gần đây, không biết là do dùng nhiều loại kem bôi mặt hoặc do uống quá nhiều thuốc kháng sinh để điều trị chứng viêm nhiễm âm đạo mà mặt cô tự nhiên có hai vết nám nổi lên, một ở gò má bên trái, một ở gần chân cánh mũi bên trái. Cô đã dùng nhiều loại thuốc bôi nhưng vết nám vẫn không phai. Cô rất khó chịu vì mặc cảm đối với bạn bè, nhất là đối với bạn trai. Có rất nhiều loại kem được bác sĩ, bạn bè giới thiệu. Cô đều dùng thử nhưng vết nám vẫn chưa bớt. Tôi nghĩ là da vùng nám đó thường bị khô do thiếu nước nuôi dưỡng. Vì thế tôi cho cô thử dùng quả bí đao. Vì trong bí đao, tỷ lệ nước chiếm đến 67,9% lại có tác dụng tiêu nhiệt độc vì tính của bí đao lạnh. Sau đó cho phối hợp với vị bán hạ vì theo sách thuốc đông y, bán hạ chế có tác dụng trừ thấp, tan đờm. Bán hạ có vị cay nên có thể đi vào kinh phế, mà phế chủ da long nên có thể tác động vào da, cụ thể là vùng bệnh ngoài da để trị bệnh. Cách chế biến như sau, bí đao dùng một ký, gọt bỏ vỏ, thái nhỏ thành từng miếng, cho vào nồi, đổ thêm nửa lít ruột và nửa lít nước rồi thêm 100g bán hạt, nấu nhỏ lửa cho đến khi nát như, thì dùng miếng gạt mỏng lọc bỏ bã, chỉ lấy nước, đổ nước đó vào nồi lại nấu tiếp cho đến khi đặt lại thành cao, để nguội cho vào lọ để dành dùng dân. Buổi sáng lấy một ít, bôi lên vết nám để khoảng 20-30 phút thì rửa đi, buổi tối bôi thuốc xong để bậy đi ngủ, sáng hôm sau mới rửa đi rồi bôi thuốc mới vào. Cô bôi như vậy khoảng 10 ngày, vết nám có dấu hiệu nhạt dần, tiếp tục bôi thêm 30 ngày nữa, vết nám biến mất. Sau đó chúng tôi hướng dẫn cô dùng bột đậu đỏ và trứng gà đắp lên mặt khoảng 5 lần nữa, da mặt của cô trở nên hồng, mịn, không còn dấu vết nám nữa. Cô có thể vui vẻ đi chơi với người mình yêu dấu mà không sợ mặc cảm nữa. Trong bài thuốc này chúng ta có sử dụng tới dược liệu là bí đao, bí đao còn được gọi là bí xanh, trong đông y còn gọi là đông hoa. Đây là loại rau xanh thường dùng trong các bữa ăn ở Việt Nam. Trong bí đao tươi, ngoài nước chiếm đa số 67,9%, còn có nhiều loại khoáng chất, vitamin, đặc biệt vitamin B2, BP, carotin rất có ích cho da. Ngoài bí đao ra, còn có sử dụng tới dược liệu là bán hạ. Bán hạ thuộc họ ráy Theo đồng y, bán hạ dùng đắp bên ngoài. Nó có tác dụng trị mụn nhọt sưng. Khi mua bán hạ ở tiệm thuốc bắc, thường là những miếng hình cầu tròn hoặc tròn dẹt hoặc dạng nghiêng, mặt ngoài màu trắng hoặc vàng nhạt, phần trên lớn, tròn, phẳng, ở giữa có chỗ lõm, vết của thân, màu vàng nâu, chung quanh có nhiều vết rễ chấm nhỏ, mặt dưới thường có hình tròn, màu trắng, ngửi không có mùi, vị cay, ném vào lưỡi thấy dính, tê và ngứa tất cả đó là những chia sẻ của bài thuốc này chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ mạnh khỏe và hạnh phúc cùng với gia đình hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của mình bye bye